Chào các bạn, nhiều khi xung quanh mình có rất nhiều đồ vật lỉnh kỉnh, bừa bộn, nhưng chúng ta đều biết mỗi thứ có vai trò gì. Tuy nhiên, đôi khi có những thứ vật dụng rất đổi bình thường thôi, nhưng lại gần như vô giá. Và nhiều khi, chúng ta không nhận ra hết những báu vật ấy đâu các bạn ạ. Bắt đầu nhé! Tấm thảm cũ. Lauren Crisser vốn đang thất nghiệp, lãnh trợ cấp $200 một tháng. Trước đây anh cũng đi làm, rất chăm chỉ, nhưng không may một lần nọ bị tai nạn và bị thương tật vĩnh viễn. Nhưng ai mà biết rằng cuộc đời anh bỗng sang trang mới nhờ vào một tấm thảm cũ. Một tấm thảm cũ của người Navajo sống ở thế kỷ 18 đã nằm yên vị trong tủ quần áo của anh hơn 7 năm ròng. Anh chàng Lauren của chúng ta không hề biết tấm khăn cũ rách ấy lại có giá trị như thế nào. Một hôm, bà của anh đem nó ra để làm ổ cho mấy con mèo con và bỗng một người qua đường phát hiện và gợi ý họ hãy đem nó đến buổi đấu giá. Ngay sau đó, chiếc thảm được báo giá khởi điểm lên đến $500,000. Cuối buổi đấu giá kịch tính, chiếc thảm cũ rích được mua với giá $1.5 triệu. Khó mà tưởng tượng nổi, Chrysler và bà của anh đã hạnh phúc đến nhường nào. Báu vật kim cương. Bất cứ vật dụng nào cũng có thể tự nhiên trở nên vô giá với một câu chuyện quái gở nào đó phía sau. Như chiếc nhẫn này chẳng hạn, vào những năm 1980, người ta mua nó ở một hội chợ nhỏ với giá $13. Người mua chỉ nghĩ đây là một chiếc nhẫn đồ chơi, mua đeo cho vui thôi, chứ không mảy may nghĩ rằng đây là một thứ có giá trị khủng khiếp. Sau khi đưa nó cho một chuyên gia trang sức để thẩm định giá thì hóa ra đây là một chiếc nhẫn cổ nằm khoảng đầu thế kỷ 19 và có khả năng cao nó từng thuộc sở hữu của một gia đình đại tư sản và thậm chí có khi thuộc về một thành viên trong hoàng gia Anh quốc nữa. Người ta đem chiếc nhẫn đi đấu giá với mức khởi điểm là $325,000, sau đó nó được chốt bán với giá cuối cùng là $456,000. Các bạn nhớ là lúc đầu nó chỉ có giá $13 thôi đó. Sau khi được mua đứt ở buổi đấu giá, chiếc nhẫn lại được bán ra với giá chính thức là $847,677. Các chuyên gia nhận định giá của chiếc nhẫn chưa dừng lại ở đó. Vào một ngày nào đó, nó sẽ lại được tiếp tục đưa vào thị trường trang sức với cái giá ngất ngưỡng hơn nữa. Đây không chỉ là một chiếc nhẫn với viên kim cương 26 carat đâu, mà còn thực sự là một cổ vật rất có giá trị. Bộ cờ bằng nga. Vùng Edinburgh ở Scotland, một gia đình nọ tìm thấy bộ cờ vua trong ngăn kéo cũ. Nhìn nó cũ tới mức họ ngơ ngỡ rằng có thể đây là một thứ đồ cổ quý giá. Năm 1964, bộ cờ này được mua với giá $6 và sau đó người ta đem nó về rồi cất nó vào một xó suốt 55 năm trời. Sau khi nó được bán thanh lý thì người ta mới tá hỏa phát hiện ra đây là một bộ cờ làm bằng ngà voi quý được tạo tác vào thế kỷ 12, thế kỷ 13 gì đó. Hóa ra đây là một bộ cờ nổi tiếng của Scotland được làm hoàn toàn bằng ngà hải mã và răng cá voi và mãi đến năm 2019 nó mới được phát hiện. Cuối cùng thì người ta đã chốt giá với con số sau cùng lên đến $1,280,450. Hòn đá vàng. Các bạn nghĩ sỏi đá thì gia tài gì phải không nào? Để lót hồ cá hay trang trí chậu cây kiểng thì được. Nhưng đôi khi sẽ có những hòn đá có giá trị cao một cách bất ngờ, trong khi nó chỉ nhỏ như quả bóng vàng Snitch trong bộ phim Harry Potter vậy. Chuyện là vậy, ở thị trấn Whitby, nước Anh, vùng Bắc Yorkshire, một cậu sinh viên y khoa có tên Aaron Smith đã tình cờ phát hiện một báu vật tròn xoe và nhẵn nhụi như một loại khoáng thạch hiếm vậy. Smith vốn có thói quen sưu tầm hóa thạch và các loại đá quý hiếm, nhưng sau những cơn bão lớn, anh chàng mon men dọc các bờ biển và thu lượm được những kết quả bất ngờ. Sau khi cẩn thận đập vỡ hòn đá lạ lùng có màu vàng bắt mắt, cậu ta phát hiện ra bên trong có một sinh vật thuộc họ ốc xoắn, vốn đã tuyệt chủng từ rất lâu, có niên đại lên đến 185 triệu năm.
sinh vật hóa thạch được xác định sống ở kỷ Jura, vùng Mesozoic. Phải nói đây là ông cố của tổ tiên loài mực đó các bạn. Bức tranh trong nhà kho. Mỗi khi người ta khám phá được một bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng nào đó, thì giới nghệ thuật phải một phen dậy sóng. Mà giới nghệ thuật dậy sóng 1 thì giới đấu giá dậy sóng 10, bởi những số tiền mà người ta sẵn sàng chi trả cho bức danh họa ấy. Năm 2018, người ta phát hiện ra một bức tranh được trưng bày trong một ngôi nhà nọ rất bình thường. Hóa ra lại là một trong 5 bức tranh khác, cùng nhau chúng sẽ tạo thành một bộ tranh hoàn chỉnh. Sau khi hai người chủ sở hữu của bức tranh này qua đời, thì họ thừa kế bức tranh lại cho con gái cùng nhiều tài sản khác. Cũng như mọi đứa con khác, có bao giờ mang tới những thứ đồ lỉnh kỉnh như thế làm gì, không bán ve chai là may rồi. Cô con gái cất hết mọi thứ xuống nhà kho, đương nhiên bao gồm cả bức tranh quý giá ấy. Năm 2010, cô con gái ấy cũng qua đời và thừa kế mọi thứ, gồm bức tranh cho con trai của mình. Và lúc này, cậu con trai đem đấu giá bức tranh. Vấn đề là sau nhiều năm ở dưới kho, bức tranh bám đầy bụi và màu bạc đi nhiều. Người ta chỉ đặt mức giá khởi điểm là $250. Thế nhưng trong buổi đấu giá, giá trị của bức tranh đã thăng hoa đến kinh ngạc. Một người Pháp đã ra giá chốt sổ bức tranh lên đến $1.1 triệu. Sau khi thẩm định kỹ lưỡng rằng bức tranh này là thật, ông lại bán cho một người sưu tầm khác với giá $4 triệu. Lâu lâu rảnh rảnh xuống kiểm tra nhà kho của ông bà để lại đi các bạn ơi. Cái tô $2 triệu. Nhìn cái tô thấy chẳng có gì mà lại được đấu giá lên đến $2 triệu trên sàn. Các bạn nghĩ xem, nhiều khi cứ nghĩ cái tô đáng $3 ở trên kệ chén dĩa, rồi cứ chuyên dùng nó để ốp mì tôm và một ngày nhận ra nó có giá tới $2 triệu. Người chủ của nó đã vô cùng kinh ngạc khi cái tô ăn mì gói của mình đường kính chỉ vào khoảng 13cm lại là một báu vật có niên đại hàng nghìn năm tuổi. Đó là một cái tô vào đời Tống, Trung Quốc. Nó cùng bộ với những chiếc tô được trưng bày trong bảo tàng Anh Quốc hơn 60 năm nay. Và cuối cùng thì chiếc tô $1 triệu đã về tay của người Anh sau một pha kỳ kèo ngã giá vô cùng căng thẳng giữa bốn đại gia đồ cổ. Giuseppe, người Anh, đã tung ra giá chào mua $2.225.000 để dứt điểm và rinh chiếc tô về nhà. Bức tranh trên gác xếp. Bức tranh vẽ Judith và Holofernes do họa sĩ tài danh Michelangelo de Caravaggio vẽ nên vào thế kỷ 17, nhưng không lâu sau đó thì bị mất và người ta cũng nghĩ rằng nó đã thất lạc. Thế nhưng, vào năm 2014, bức tranh bất ngờ xuất hiện. Người ta tìm thấy nó trong một căn gác xếp cũ với đủ thứ đồ đạc lộn xộn và lỉnh kỉnh. Hẳn là người chủ nhà không hề biết rằng mình đã sở hữu một thứ quý giá đến như thế suốt mấy thập kỷ. Và thậm chí, bức tranh quý còn được ẩn dưới một tấm phù điêu cũ rích. Sau khi có người cho rằng bức tranh này khả năng thuộc về thế kỷ 17, người chủ đã vội vàng mang nó đến hội đấu giá ở Paris để thẩm định xem sao. 3 tháng sau, các chuyên gia thẩm định đã công khai kết quả chính thức. Đây chính là một trước tác của họa sĩ Caravaggio. Về sau, bức tranh được bán cho một nhà sưu tầm có tên James Thomas với số tiền không được công bố chính thức. Bình cổ đựng dù. Trong nhà các bạn có cái bình nào không? Bê đi thẩm định giá ngay đi, biết đâu trúng mánh thì sao? Chiếc bình mà bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc bình cổ được tạo tác vào đời nhà Minh, Trung Quốc. Ban đầu có người nói rằng đây có thể là một cổ vật vào thế kỷ 18 và người chủ của nó đã dùng nó để đựng mấy cây dù suốt nhiều năm liền. Anh rất ngạc nhiên, nhưng tới đây thì vẫn không hề biết giá trị thật của nó quý giá đến mức nào. Bỗng một hôm anh nổi hứng và gửi thư đến cho hội khảo cứu đồ cổ London và có lẽ đó là quyết định để đời của anh. Chuyên gia thẩm định đã đến và họ kết luận rằng nó không phải là thế kỷ 18 mà là thế kỷ 15, một chiếc bình rất cổ và quý. Sau đó, nó đã được đưa ngay đến hội đấu giá Hồng Kông và cuối cùng
Dân chơi Hồng Kông chốt giá chiếc bình 25,5 triệu đô la. Thông tin quá hay đúng không? Hãy cho chúng tôi một like nhé! Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Nhớ share video này để chúng tôi có động lực ra nhiều video nhé!